Ba giờ sáng thức dậy, các chú cún đã mừng rỡ và chờ đợi. Ở đây có những con cún nó vì thật sự yêu thương mà đến và mừng. Còn có những con cún như con này chẳng hạn, nó vì đói bụng mà nó đến nó mừng. Đây, yêu thương là như thế này. Rồi vì vui vẻ mà đến đây, mà vì nhiều cảm xúc mà đến đây. Những con cún nó đến với Tây Un cũng giống như các bạn đến với thế giới này, mỗi người một cảm xúc. Vì hận thù mà đến, vì yêu thương mà đến, vì tham sân si mà đến, rất nhiều cảm xúc để tồn tại trong thế giới này cùng nhau. 3 giờ sáng, em dậy, em làm cái lớp mặt nạ này, vừa là dưỡng da, vừa là chống nắng để sử dụng trong ngày. Hôm nay em đi phóng sanh cho anh Khổng Tường Phát. Em nói với anh chị là em làm nghề phóng sanh mà. Thì em làm nghề thì em phải chuẩn bị cho nghề chứ. Nghề của em cực, đâu phải làm như nghề từ thiện. Đi phát tiền xong này em phải đi lặn lội, đi giải cứu từng con vật đang bị khổ nạn thật sự trong tự nhiên vậy em cứu nó. Và có bao nhiêu tiền em xả hết luôn liền. Và có khi còn bị thiếu nữa. Em lãnh luôn chứ sao. Đó. Còn đây là lính của em nuôi nè. Không có tốn tiền ekip của em đó. Đây là những cái ekip mà không tốn tiền nuôi, chỉ có tốn tiền ăn thôi. Và 3 giờ sáng là về ăn. Chuông thiền viện đánh cái bon, kêu mấy vị thiền sư dậy ngồi thiền. Thì ở bên này em đi nấu ăn cho cún. Em chuẩn bị da mặt và rửa nồi nè. Mang cún thì đi làm việc. Ngày nay ăn ít lắm quý vị, có 7 lon gạo. Sáng 4 lon, chiều 3 lon. Rồi đang nấu rồi. Cơm của nó ăn sẽ là kết hợp này, nó thuộc dạng thần thú mà, nó đâu phải thường nữa đâu. Cơm nó kết hợp nhiều dinh dưỡng mà. Sữa là làm cho nguội cơm sau khi cơm đã nở mà còn nóng. Bổ sung một ít vitamin. Táo. Táo này em ăn không được, em cho nó ăn. Bởi vì em dị ứng với quá chất, em ăn cái này vô em bị đau cổ họng, rát cổ họng liền. Trong cái táo này nó ướp qua một cái lớp, gọi là giữ cho táo không có bị hư. Táo này bắt đầu sau 5-6 tháng rồi nó mới bắt đầu bị héo héo. Một cái lớp ướp này nó bảo vệ cho táo lúc nào cũng tươi như mới. Rồi cắt ra, cắt cái héo ra. Chưa đâu, hồi còn trộn tiếp, giờ để cơm nó sôi lên. Đây. Ở đây là có chó giữ nhà và chó muốn được làm thần thú. Chó được làm thần thú thì sẽ ăn ngon hơn. Chó làm thần thú thì phải nói nghe lời, kêu rồi phải lại, không lại là không có làm được cái gì hết trơn á. Này anh chị tưởng em đi phóng sanh là cái kiểu đúng cách này là ngon lành nồi canh hả? Nhìn chân em nè, cứ mỗi lần đi phóng sanh như vậy là sẽ ăn một miếng sẹo nhỏ nhỏ. Nó mỏng thôi, sẹo mỏng thôi, bởi vì xuống dưới cây nó đâm.
gỗ này kia, mình sẽ bị thương, nhưng mà bị thương vậy coi như trả nghiệp. Nói tới nghiệp á, em muốn nói thêm cho anh chị biết, việc em giúp anh chị phóng sanh á, không ai làm được cái điều này giúp anh chị đâu. Ngay cả quý thầy luôn, không ai rảnh gì đâu. Mặc nguyên cái bộ đồ cơm lê màu vàng mà lội xuống sình ai mà làm. Phóng sanh chỉ có thể người ta làm những cái việc đơn giản như thả những cá chê, cá lóc, cá rô xuống ruộng. À không, cá ruộng mà không giờ thấy thả xuống ruộng đâu, thả xuống sông không à. Đó, đi rồi nắng nôi này kia nữa, thầy mà dám làm mặt vậy ra đường không? Chỉ có em bá đạo em mới chơi vậy thôi. Ê, show me, get out here. Show me, get out of here. Đó, nói phải nghe lời. Chó nhà này hiểu hai thứ tiếng luôn. Thì em làm vậy để chống ba cái tia cực tím, nó hủy hoại cái da, với giữ cho da nó tươi trẻ. Để làm gì? Để người ta thấy mình còn trẻ, người ta còn còn làm việc với mình, chứ mặt mình già háp như trái cà dập, cà thúi, giống như trái táo thúi nãy thì ai làm việc. Em thì nói thiệt với anh chị, sống mang cái thân thể này nhưng mà cái linh hồn thì nó đã giải thoát khỏi cái thân thể này rồi, nên có cũng như không. Linh hồn không còn bị lệ thuộc. Cái thân này của em giống như là em đang mang đôi dép vậy, em muốn cởi lúc nào em cởi. Tell me, get out of here. I don't want to talk you man this time. Okay? Còn con, mày đừng có dê tao nữa. Con chó này nó bị cuồng em á. Cuồng không? Cuồng không con? Bớt cuồng lại. Si mê là làm sao có thể thoát khỏi thân chó được. Em xin thưa với quý vị mà đang ủng hộ em phóng sanh, công đức này là vô lượng. Anh chị dễ được giảng sanh lắm á nha. Bởi vì đang giải cứu các loài vật trong tự nhiên mà, đâu phải thường đâu. Những con này là nó không cứu nó này nó cũng chắc cũng tuyệt chủng. Không cứu nó thì nó cũng bị ăn hết, ăn dần, ăn cạn, ăn kiệt. Nhà cửa nó thì bị con người tàn phá, rừng đước này kia, sông ngòi. Con cái nó thì bị giết hại mỗi ngày. Cuộc sống là như vậy. Sinh ra đời này ai cũng khổ, nhưng mà cái khổ của chúng ta là do chúng ta tạo, chứ không phải là ai làm cho chúng ta khổ. Tự chúng ta làm cho chúng ta khổ. Trên trái táo này nhìn nó rất là đẹp, mặt này rất là đẹp đúng không quý vị? Gọt lại mặt này thấy nó gớm không? Sao mặt này nó bị thúi, nó bị xấu xí như vậy? Và cái xấu xí thì như thế nào? Mình sẽ loại bỏ, đừng thương tiếc. Cái xã hội này cũng vậy nữa. Người ta tâng bốc mình, người ta khen thưởng mình, nhưng sau lưng người ta luôn tìm một cái cơ hội để dìm hàng mình, để giặt cho mình chết, để dập cho mình bại. Không ai nâng mình lên mà nâng hoài. Đó là lý do mà em không còn sự nổi tiếng. Không thì em đã chạy quảng cáo luôn. Chém hót nhức nách luôn. Bởi vì từ năm 2012 em đã sở hữu kênh YouTube 32 triệu sub và 12 triệu sub. Vương Sơn Entertainment chính là người đã dập em. Công ty đó dập em, sau này nghiệp cũng quật. Dân Sơn Entertainment phá sản, nghỉ. Bởi vậy mới nói. Mà em đâu có làm gì đâu trời. Hồi kênh YouTube 12 triệu sub đó, em lấy em tàn up clip Dân Sơn Entertainment quảng cáo cho Dân Sơn đó mà.
sau này Dân Sơn cũng làm YouTube để quảng cáo mấy cái clip đó, được cộng đồng chia sẻ cho mà lại hủy hoại cái con đường giải cứu thiên nhiên động vật của em từ xa xưa. Nhưng tất cả mọi chuyện trên đời này nó là duyên nghiệp, nó là số phận an bài. Giống như 7 năm trước em muốn cứu cho mấy cái học trò của mình thoát khỏi bệnh tật, nhưng có mấy người học làm tiên cá, học xong rồi cũng có mấy người thành tài. Mấy học trò của em còn lại hủy hoại em nữa chứ. Thì cái cuộc đời mấy em đó hy vọng tương lai sẽ được tốt hơn. Đây. Và đây là cà chua em bỏ vô. Vẫn còn ăn được nha. Cho nó đủ vitamin C cho chó. Anh chị coi tay của em nè, đi nắng đi đồ á, làm nghề phóng sanh đó. Làm cái này á, ai ủng hộ em thì được phước, em làm cho quý vị em cũng được phước, và cái phước đó của em hồi hướng cho tất cả những người em quen biết á. Những người đó sẽ cũng có phước để được đến thế giới tốt đẹp như cha mẹ, bạn bè, anh chị em, cô dì, chú bác, học trò của em, người thân quen của em. Cứ xài hết ba cái phước đó đi. Em thì từ vô thủy kiếp đến nay tạo nghiệp cũng nhiều mà tạo phước cũng nhiều, nên khi đến một thế giới nào đó em thuộc dạng bị điên, bị khùng không à? Làm việc không có giống với người bình thường. 7 năm trước em muốn giúp cho mấy em nhỏ thoát khỏi bệnh tật á. Khi em muốn giúp cho các em nhỏ thoát khỏi bệnh tật, em có tẩy chay một số YouTuber làm những hành động tiêu cực trên mạng vì ăn theo em để được nổi tiếng. Bởi vì lúc đó em là YouTuber chuyên làm clip cho trẻ em mà. Việt Nam đâu có ai làm được như vậy. Làm cho trẻ em là phải có trẻ em xuất hiện. Nhưng chỉ vì một cái YouTuber nhỏ bé đang đu theo em, làm clip để dụ trẻ em chơi ngu nghịch dại. Em nhìn được cảnh giới của người đó, em khuyên người đó thoát khỏi cảnh giới đó ra, nhưng lại phạm luật. Bởi vì em nói xấu người ta, nói là làm như vậy là không có tốt, làm như vậy là quỷ. Chính câu nói đó của em đã hủy hoại em, làm cho nhiều trẻ em mất cơ hội đến với em để học làm tiên cá hơn. Nhưng đó cũng là cách để chọn lọc tự nhiên những ai xứng đáng. Và đến bây giờ, hiện tại là năm 2021, và em vừa nhập định. Em nhìn thấy tương lai của YouTuber ấy là cô ta sẽ sanh ra ở một thế giới như thế giới này, mà là thế giới song song. Sau khi cô ấy mất thân mạng này, cái nghiệp mà cô ấy gây hại cho trẻ em, sanh ra cô ấy là một con khỉ. Bởi vì thế giới này sau khi bị hủy hoại rồi, nó có thể thành cõi tiên, cõi Phật, hoặc là cõi thần, cõi quỷ. Nó chuẩn bị chuyển giao qua một cái giai đoạn mới nữa, giống như thời của Phật đã qua rồi, tới thời của Bồ Tát, tới thời của tiên, tới thời của quỷ, đây, rồi thời của thần, rồi bây giờ nó chuẩn bị chuyển qua cái thời giai đoạn gì nữa,
thì chúng ta chờ xem những việc em làm có đủ vực dậy cái thế giới này cho nó trở thành cõi tiên, cõi Phật hay không? Hay từ cõi thần mà nó thành cõi quỷ là do em. Em là một chủng tử thay đổi thế giới ở tất cả các thời kỳ mạt pháp. Em có thể làm được điều đó. Bởi vì nhịp tim của em đập chậm hơn người bình thường rất là nhiều. Và em tính khi em ở thế giới này xong rồi á, thì em sẽ không quay lại thế giới này nữa. Nhưng vì cái YouTuber làm trò gây hại cho trẻ em 7 năm trước mà em nói, em lại phải sanh ra ở cái thế giới tiếp theo, là cùng với cái thế giới của cái cô đó. Cái cô làm con khỉ đó, mà con khỉ đó là cô ấy sẽ làm con khỉ của em. Em sẽ nuôi trong thế giới đó. Em có thể nhìn thấy quá khứ, vị lai, nên việc em làm là thay đổi hiện tại để có một cái tương lai tốt đẹp. Mọi người nhớ tên em chứ gì? Tiun, chàng tiên cá biết tất cả. Nhớ gương mặt của em chứ gì? Gương mặt vô diện. Nấu cơm cho chó đó thì sẽ như vậy. Sau khi nó sôi lên rồi mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ để một thời gian khi cái cơm này nó nóng, tự động nó sẽ nở ra. Bây giờ em sẽ hạ nhiệt cho cái cơm đó bằng một bịch sữa Vinamilk. Em thì không uống sữa, em từ bỏ uống sữa. Đây, đó là nhiều người hỏi em tại sao lấy cá không có nên uống sữa bịch này. Thấy cái ván màu trắng trắng này không à? Cái ván ống ống màu trắng này. Sữa Vinamilk bây giờ tuy nó ngon như vậy nhưng mà nó không hợp với bao tử của con rái cá nữa. Bởi vì người ta đã đổi công thức mới rồi, làm như người ta bỏ chất béo nhiều hơn. Và cái thành phần của nó thì nó không có như hồi xưa. Nên mấy con rái cá con mà uống sữa bịch này là nó bị đau bụng, nó ỉ chảy re re luôn. Sữa này cho dê uống thì được, còn cái sữa bò, sữa ông thọ đó nha, cho con gì uống vô con nó cũng bị tiêu chảy hết á, hóa chất nhiều. Sữa đó là để dành người ta uống cà phê thôi. Quay lại chuyện em không muốn tái sanh lần nữa ở một cái thế giới như cái thế giới này lần nữa, chỉ vì một cái câu nói là em muốn giúp người đó mà người đó, em nói người đó là quỷ. Em khi em nhìn ra được cái quá khứ, cái cảnh giới của người ta, có câu nói của Khổng Tử là nhìn thấu nhưng mà không có nói thấu. Câu nói này rất là hay, là để nhắc nhở em nhìn thấu nhưng mà không, đừng bao giờ nói thấu á. Bởi vì cái nghiệp nó thấu là mình sẽ lãnh. Nên em cũng muốn khuyên, nếu mà các YouTuber có duyên khi coi được video clip này mà những người đó còn đang tiếp tục gây hại cho tương lai giới trẻ, gây hại cho thiên nhiên động vật bằng việc cám dỗ mọi người ăn thịt sát hại động vật, thì chắc chắn kiếp sau không có được quả báo tốt, đa phần sẽ phải làm súc sanh. Và em không muốn quay lại cái thế giới đó vì một cái sự tạo ra cái lương duyên của em với cái cô gái đó, mà em phải đến thế giới đó cõi dục lần nữa để nuôi cái con khỉ đó, để dạy cho nó trở thành một vị Bồ Tát trong tương lai. Em không muốn làm như vậy. Em đã hy sinh rất nhiều mà không ai hiểu được. Em đã giúp các học trò của mình thoát khỏi biển khổ, thoát khỏi nghiệp chướng của họ. Nhưng đổi lại em chỉ lấy sự phỉ báng.
Em giúp học trò của mình thoát khỏi bị hiếp dâm, thì chính em lại bị học trò của mình phỉ báng là ấu dâm. Em giúp học trò của mình thoát khỏi gặp tai nạn, thì chính em là người gây ra cái nguyên nhân tai nạn ấy. Nhưng em không khuyên, nhưng em đó vẫn làm. Và những việc đó nó làm hủy hoại cái con đường em đã cố gắng để giúp chúng sanh thức tỉnh. Đó là lý do em sẽ không bao giờ can thiệp vào nghiệp chướng của chúng sinh. Em chỉ giải cứu động vật. Nói như vậy, chắc chắn có một số người đang sống trong cảnh giới Bồ Tát họ sẽ hiểu ngay. Nhưng còn một số chúng sinh vô minh thì chả hiểu gì, lại đem tâm phỉ báng để rồi muốn gặp lại Tây Ôn ở thế giới khác. Xin đừng. Cõi dục là biển khổ lớn. Sinh ra để thức tỉnh như hôm nay phải đối diện với rất nhiều khổ đau các bạn. Hằng đêm ma quỷ đến gặp Tây Ôn, quỳ lại khóc lóc gian sinh. Chư thiên thì đến cầu khẩn, chư Phật Bồ Tát thì đến chỉ dạy, rất là mộc. Đức Chúa Trời thì cũng hiện ra để nói lý lẽ, để dẫn dắt cho con đường, giúp cho những con chiên của Ngài ấy đến được nước thiên đàng. Nhưng mà con chiên của Ngài ấy thì toàn là những kẻ cuồng đạo, không còn biết thế nào là chánh đạo. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời dạy cho con chiên của mình đức hy sinh, nhưng con chiên của mình lại học được đức ngạo mạn, idol hóa, khinh thường các tôn giáo khác, coi Chúa là tất cả, rồi coi chả ai ra gì, tất cả tôn giáo khác là bà môn, ngoại đạo, tà đạo. Những sự phân biệt chấp trước như vậy không giúp quý vị thức tỉnh, mà chỉ càng chìm lúng vào trong u mê của vô minh, và nghĩ rằng các con vật sinh ra là Chúa tạo ra để cho mình ăn. Sai lắm luôn, sai lắm. Không có con gì tạo ra cho mình ăn cả. Những con bị mình ăn nó là có nghiệp, có duyên với mình. Những con mình ăn có thể là cha mẹ của mình, vì quá thương yêu mình, không thoát khỏi nỗi kiếp súc sanh. Hôm nay vì lòng từ bi tột đỉnh đến như vậy đó, tôi nói ra một số chuyện mà không đáng lý cũng chả nên nói. Cứ làm xong nhiệm vụ rồi đi thôi. Và đây là những con thần thú nó đang được nuôi và được ăn. Và tiền đâu cho nó ăn. Phải làm gì? Đừng nghĩ tôi làm nghề phóng sanh này và ăn tiền của bá tánh. Tôi làm quản lý IT cho shop nhạc cụ Hoàng Piano, bán đàn giá rẻ nhất Việt Nam, và quản lý mấy trăm trang web của những thương hiệu nổi tiếng. Tôi làm website từ năm 2008 với ông thầy người Mỹ, làm cho website cho cả một cái bang, cho thống đốc của một bang ở bên Mỹ. Từ đó ông nổi tiếng và ông về Việt Nam, ông lấy vợ. Ông tên là Chris. Rồi ông giúp cho Tây Ôn có được cái nghề thiết kế website và làm nghề chung với ông. Thế nên tôi trở thành chuyên gia thiết kế web đầu tiên của Việt Nam và nổi tiếng ở Đông Nam Á. Thế đấy. Nhưng rồi cũng phải từ bỏ tất cả để giải cứu thiên nhiên và động vật.
giờ thì sống bằng những đồng lương từ cái shop bán đàn nhạc cụ và bán đồ bơi tiên cá. Thời Covid rồi không còn dạy bơi tiên cá được nữa như đã từng nói với các học trò, mà học trò thì không có để ý được bởi vì là những em nhỏ. Những gì tôi nói toàn là thiên cơ nhưng mà mấy em không có nhìn ra. Tại sao tôi lại không dạy bơi được nữa? Đơn giản, bây giờ tôi không dạy bơi được bởi vì tôi không chích vaccine. Bởi vì mấy chục năm rồi tôi có bị bệnh gì đâu, giờ tôi chích vaccine làm cái gì? Nhường vaccine đó, cơ thể của tôi rất là dị ứng mạnh với hóa chất, nên tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chích vaccine rồi tiếp tục ăn những cái đồ ăn mà có nhiều hóa chất. Nội tạng của tôi sẽ hư hoại nhanh hơn các bạn rất là nhiều. Và quỷ thần họ không muốn tôi phải làm như vậy nên họ bảo vệ tôi. Họ chỉ phán xét những người mà đáng phán xét thôi. Các bạn không tiêm vaccine thì sẽ chết. Còn tôi thì không cần tiêm cũng chả sao. Muốn chứng minh các con ơi, chuẩn bị ăn chưa? Hôm nay mình sẽ đi phóng sanh hồi hướng cho anh Khổng Tường Phát 49 ngày của anh đó. Những đứa nào chịu đi với Tây Un, đi ra sông đợi người ta đánh cá về rồi phóng sanh. Bạn nào đi thì bạn đó được ăn ngon, sung sướng, ăn trước. Còn bạn nào không đi thì ăn sau nhé. Trong thế giới này, tất cả đều bình đẳng, nhưng vẫn có trật tự. Trật tự của lục giới, của sự phân chia giai cấp, phân chia các cõi. Chừng nào đến được Niết Bàn đi rồi thì để là tất cả bình đẳng như nhau. Đây là món cơm rang gà. Và những bé quan trọng nhất nhà này á, những bé đang giữ vai trò quan trọng nhất thì sẽ được ăn trước tiên. Rồi. Trong này có mùi sữa rất là thơm. Honey của con. Đó. Nó biết là của nó nên nó không cho đứa khác lại ăn thôi. Nó gừ lên để nói cái này là của tao. Của tao nha tụi bay. Tụi bay đợi đi nha tụi bay. Ê, trời ơi, cái con heo gối ôm của con Hánh Hy mà con dám cướp ra con cắn lỗ tai nữa hả?